Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, những người lính biên phòng ở tỉnh Điện Biên luôn coi biên giới là quê hương thứ hai, đồng bào các dân tộc, khu vực biên giới là người thân trong gia đình. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ, các anh luôn nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn đơn vị đứng chân. Phóng sự sau đây được chúng tôi thực hiện tại huyện Mường Nhé, nơi cực Tây của Tổ quốc. Nhằm thể hiện trách nhiệm của người lính biên phòng với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, kể từ năm 2019 đến nay, đồn biên phòng Leng Su Xìn, huyện Mường Nhé đã thực hiện chương trình hũ gạo chiến sĩ. Đây là hành động thiết thực về thực hành tiết kiệm theo gương Bác. Theo đó, từ khẩu phần ăn mỗi ngày, đơn vị đều tiết kiệm một phần gạo đổ dồn vào hũ gạo chiến sĩ. Cuối tháng, tùy thuộc vào số lượng gạo tiết kiệm được, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, lựa chọn những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất để hỗ trợ. Và hôm nay, gia đình bà Pơ Nhu Só, một trong những hộ nghèo ở bản Leng Su Xìn, xã Leng Su Xìn, đã được cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trực tiếp tới tận nhà để trao tặng 10kg gạo. Ủng hộ một phần và anh em cán bộ chiến sĩ góp cho hàng từng bữa ăn ấy. Thì hôm nay chúng con xuống để tặng bà chục kg gạo. Thì cũng để giúp bà, một mình bà ở vất vả rồi, nên nuôi cháu nhỏ nữa thì cũng rất là khó khăn. Thì một phần cải thiện cái bữa ăn người thay vào cho cái bà. Chúng con chúc bà lúc nào cũng mạnh khỏe, để còn cháu nhỏ nữa, nuôi cháu ăn học cho lớn lên, cháu còn đi học cao hơn nữa bà. Vâng. Để sau này còn phát triển lên. Bà hôn nhân là được 6-7 năm rồi. Mà cảm ơn tất cả chỉ huy và chiến sĩ, bà cảm ơn nhiều. Wow. Hôm nay có một ngày bộ đội nuôi, nhờ cô nuôi cháu bà rất vui mừng và phấn khởi. Còn ở bản Nà Pán, xã Mường Nhé, theo đề án 79 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình anh Hạng A Thảo là một trong rất nhiều hộ đã được bố trí đất làm nhà, đất sản xuất để ổn định cuộc sống. Kể từ ngày về định cư tại bản, gia đình anh thường xuyên được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé đến thăm hỏi động viên. Vừa qua, gia đình anh còn được đơn vị hỗ trợ thêm đàn vịt giống để chăn nuôi, tạo thêm sinh kế mới. Bộ đội biên phòng cũng về đây dạy cho bà con là cứ đánh nơi này thì phải hết sức tạo điều kiện làm nên giải là ăn cho nó cuộc sống cho bà con mình. Đối với những địa bàn có đông đồng bào di cư từ ngoài vào như Nà Pán, thì việc cán bộ biên phòng gắn bó với cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng và đời sống của người dân là rất cần thiết. Để từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp hỗ trợ giúp đỡ người dân phù hợp, đồng thời cũng là giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Bác luôn được những người lính biên phòng vận dụng linh hoạt vào thực tế. Bà con ở đây thì chủ yếu là dân tộc Mông, chăm chỉ và chịu khó cầm cù là rất là tốt. Điều đó thì người thiếu chỗ là những cái áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong công việc cuộc sống thực tế. Thì tôi cũng qua đó thì tôi cũng tuyên truyền cho bà con là phải đi học lấy cái chữ và đi học cái kiến thức để trong chăn nuôi, trong cuộc sống, trong sản xuất. Học và làm theo Bác, Đảng ủy, Ban chỉ huy các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé đều cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm cụ thể, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ và hành động của đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Không chỉ có mô hình hũ gạo chiến sĩ mà còn có nhiều mô hình thiết thực khác. Có thể kể đến như mô hình con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em đến trường hay phong trào bộ đội biên phòng góp sức, xây dựng nông thôn mới. Triển khai cái kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đã được Đảng ủy xác định ngay từ đầu năm, đưa vào nghị quyết lãnh đạo. Mỗi cán bộ đảng viên viết cái bản cam kết và hàng tháng thì chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai và kiểm điểm, phê bình những cái việc đã làm được và chưa làm được từng cá nhân một. Từ đó là rút ra những cái điểm còn yếu kém để tổ chức khắc phục những cái hạn chế khuyết điểm, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn và đạt hiệu quả cao hơn.
Rồi mỗi cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng luôn tâm niệm là chúng ta là bộ đội Cụ Hồ, thì phải xác định học tập Bác ngay từ cái hành động nhỏ nhất, từ cái mang mặc, tác phong, đi đứng và xây dựng cho mình một cái tác phong công tác khoa học, hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị trong năm đã đề ra. Học và làm theo Bác, mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng ở huyện Mường Nhé đã không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đoàn kết giúp đỡ nhau trên tinh thần đồng chí đồng đội. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực cả trong suy nghĩ và hành động, một lòng trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng A Ba Trải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Từng cá nhân đã nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua học tập và làm theo Bác thì đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mỗi mục tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tuyến biên giới trên địa bàn huyện Mường Nhé dài trên 130 km, tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc. Trong đó, tuyến Việt-Lào dài hơn 90 km, còn tuyến Việt-Trung dài hơn 40 km. Dọc dài tuyến biên giới của huyện có 5 đồn biên phòng đứng chân, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước, quân đội, địa phương và nhân dân giao phó. Tinh thần học và làm theo Bác của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng không chỉ dừng lại ở việc thực hiện ba bám bốn cùng, mà còn là thực hiện tốt kế hoạch công tác theo phương châm nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Qua được cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị quán triệt triển khai các văn bản của trên về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bản thân đã có nhận thức sâu sắc về học tập và làm theo Bác. Trên cương vị là đội trưởng vận động quần chúng đồn biên phòng A Ba Trải, bản thân luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị và trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, thường xuyên xuống cơ sở và gắn bó trực tiếp với nhân dân. Chúng tôi luôn thực hiện theo phương châm là ba bám bốn cùng, trên tinh thần là trọng dân, hiểu dân, gần dân, coi người dân như anh em ruột thịt trong nhà, trong gia đình để giúp đỡ. Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với chức trách nhiệm vụ được giao thì thường xuyên xuống bản kết hợp với già làng trưởng bản, thông qua các buổi họp bản thì tổ chức tuyên truyền những quy định pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu biên giới. Đối với cá nhân tôi thì là một quân nhân thì việc tiếp xúc với bà con nhân dân là phải thứ nhất là đúng theo điều lệnh quản lý bộ đội, phải kính già yêu trẻ, giữ đúng tác phong, tôn trọng bà con nhân dân. Việc giúp đỡ, thường xuyên giúp đỡ, thăm hỏi động viên những hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ nắm bắt tư tưởng, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương để đẩy mạnh việc các chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo để góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng và phát triển kinh tế địa phương nói chung. Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Tư tưởng này chính là kim chỉ nam cho mọi hành động, việc làm của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé. Bằng nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính bộ đội Cụ Hồ mang quân hàm xanh, tình đoàn kết quân dân khu vực biên giới ngày càng được củng cố vững chắc và bền chặt hơn. Thưa quý vị và các bạn, bằng hành động, việc làm cụ thể, hưởng ứng việc học và làm theo lời Bác, gắn với đó là tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề giáo, chất lượng giáo dục toàn diện của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé không ngừng được cải thiện, nâng lên. Việc học và làm theo Bác còn lan tỏa sâu rộng đến các em học sinh toàn trường. Để việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, tránh dập khuôn máy móc và hình thức,
chi bộ ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé đã tổ chức cho mỗi cán bộ giáo viên trong trường tự đăng ký, lựa chọn nội dung cụ thể để thực hiện, đồng thời coi đây là tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ giáo viên vào cuối năm học. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì mới có nhiều hình thức để tổ chức thực hiện ạ. Tuy nhiên nhà trường rất là chú trọng về cái tính giản dị, gần gũi đối với đời sống của các em. Cụ thể là các thầy cô thường xuyên là phải chăm sóc, chia sẻ, động viên các em, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ạ. Vậy thì có cái phong trào thi đua nào của ngành mà đang vận dụng vào việc làm của bác? Phong trào tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì nhà trường đã tổ chức nhiều phong trào. Ví dụ mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học tự rèn luyện, các thầy cô sẽ trở thành tấm gương sáng cho các em noi theo ạ. Đối với học sinh thì là kế hoạch nhỏ, một số lớp đang có hình thức là có hũ tiết kiệm riêng cho lớp mình ạ, để lấy cái khoản tiết kiệm đấy thăm hỏi động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Rất mong thông qua những hoạt động đấy thì sẽ lan tỏa sâu rộng đến toàn bộ cán bộ giáo viên và học sinh của đơn vị trường ạ. Năm học 2022-2023 này, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Kè có trên 500 học sinh theo học, gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Học sinh địa bàn biên giới thường rụt rè và ít nói nên đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đều tích cực rèn luyện cho mình sự kiên trì và nhẫn nại nhằm thôi thúc tinh thần học tập tiến bộ cho học sinh toàn trường. Đối với cái việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì đối với tập thể của lớp tôi đang chủ nhiệm thì chúng tôi thực hiện một cái phong trào đó là tiết kiệm. Các em học sinh đã thực hiện cái phong trào là chúng tôi cùng có mua một con lợn tiết kiệm. Đợt vừa rồi thì chúng tôi đã sử dụng cái số tiền mà các em tiết kiệm đấy để đi thăm hỏi các bạn học sinh ở trong lớp có hoàn cảnh khó khăn. Đó là có một bạn học sinh ở trong lớp vừa rồi vừa đi phẫu thuật về. Sau Tết Nguyên đán ấy, thì em có phẫu thuật và chúng tôi đã mổ con lợn tiết kiệm đấy ra và lấy được cái số tiền đấy để trao cho, để tặng, giúp đỡ cho gia đình trong những lúc khó khăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nói là có rất nhiều đức tính tốt đẹp mà mỗi thế hệ chúng ta sau này chúng ta đều cần phải noi theo, đó là sự kỷ luật. Đối với giáo viên của chúng tôi thì chỉ có 45 phút dạy, thì cái giờ giấc để vào lớp là cực kỳ quan trọng. Bản thân mình thì đang cũng cố gắng nỗ lực rất là nhiều, trau dồi về chuyên môn, về nghiệp vụ cũng như là về đạo đức, sống hòa đồng với các đồng chí, đồng nghiệp ở trong cơ quan đơn vị và gần gũi hơn với các em học sinh. Trong các giờ học chính khóa, những câu chuyện hay về Bác cũng được đội ngũ giáo viên nhà trường linh hoạt lồng ghép trong các tiết học để học sinh học tập và rèn luyện theo. Còn trong các giờ học ngoại khóa, các thầy cô cũng tích cực rèn luyện kỹ năng sống tự lập cho học sinh của mình. Từ những giờ học bổ ích như vậy, học sinh toàn trường đã noi theo gương Bác bằng nhiều việc làm cụ thể. Đó là tinh thần say mê học tập và rèn luyện, tích cực phấn đấu, là những học sinh chăm ngoan, lễ phép, biết nói lời hay, làm việc tốt, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Bác Hồ thì có nhiều đức tính lắm, nhưng mà em đang học tập đức tính khiêm tốn và giản dị, thì em đang hòa đồng với bạn bè giúp và nghe lời thầy cô và cố gắng trong học tập ạ. Mục tiêu của em là thi đỗ cấp 3 và cho đi thi đỗ cấp 3 dưới sự dẫn dắt của thầy cô, và em sẽ thi đỗ vào nội trú huyện hoặc là nội trú tỉnh để em có thể trở thành một học sinh cháu ngoan Bác Hồ và một người học trò giỏi của cho các thầy cô. Học và làm theo Bác giờ đây đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Kè, huyện Mường Nhé. Và những kết quả đạt được trong phong trào thi đua hai tốt của nhà trường là minh chứng cụ thể cho thấy đạo đức phong cách của Bác ngày càng được lan tỏa sâu rộng hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.